Chào tất cả anh em nhé, hôm nay mình đang đi thể dục thì mình có gặp một idol chính đang đi xe đạp này. Mình nhìn giống xe đạp hay đi bốc đầu của các dân tổ hay đi bốc đầu ấy. Của dân tổ hay đi bốc đầu ấy, thì giờ mình sẽ lên hỏi thăm xem em có biết bốc đầu nhá anh em nhé. Nào đi, lên chứ. Mày thì bốc đầu anh xe nào? Hả? Biết bốc đầu chưa? Có. Bốc xe nào? Bốc đầu ha. Tối anh đang lên YouTube chưa? Bốc bên nào? Đấy chưa? Idol nhí bốc chéo tay nhá. Em sinh năm bao nhiêu nhở? Em sinh năm 2K10. Ui giời, 2K10 lớp 6 nhá. Idol đất mình nha anh em ạ. Là lời cuối có gì chúc mấy anh em nào? Chúc chứ là cho anh em nhanh biết bốc đầu nào. Phải như nào mình nhanh biết bốc đầu. Chúc anh em đấy, xem video của anh nhiều. Anh xem video của anh Long, anh Nguyễn Hải Long nhiều và đăng ký kênh anh đấy nhá. Và như nào nữa? Và tập luyện thật nhiều. Tập luyện thật nhiều cùng anh em và lúc cả mọi người mà biết bốc đầu giỏi. Ok, chào đi. Chào tất cả mọi người nhá. Bốc tiếp rồi em. Mình tôi đã bước.